chào các bạn, tôi đang có mặt tại Ford Hà Nội và đứng trước một mẫu xe được mệnh danh là vua bán tải tại Việt Nam, đó chính là Ford Ranger. Và hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một chút về chiếc Ford Ranger phiên bản cao cấp nhất, đó chính là Ford Ranger Wildtrak Biturbo, sử dụng động cơ mới, hộp số mới, một động cơ 2.0 và hộp số tự động lên đến 10 cấp. Hôm nay tôi không nói nhiều về thiết kế nội thất ngoại thất, bởi vì sao? Nó cũng không còn quá xa lạ tại Việt Nam. Một chút thay đổi ở phần đầu xe, chúng ta sẽ có cái lưới tản nhiệt với những cái nan mảnh hơn. Đèn xe thì là loại đèn xenon với đèn gầm LED. Và chúng ta sẽ có một cái giải đèn định vị cũng sử dụng công nghệ LED. Đó chính là những thay đổi đơn giản về phần đầu xe. Thực tế ở phiên bản này thì chúng ta nói nhiều đến động cơ, hộp số, tính năng vận hành, cảm giác lái, đó là những điểm mà tôi nghĩ là không phải bằng lời nói tôi có thể diễn tả với các bạn được. Và rất hy vọng các bạn dành thời gian đôi chút để ghé qua showroom Hà Nội Ford, nơi đó chúng tôi sẽ phục vụ các bạn để các bạn có thể lái thử và trải nghiệm thực tế cái mẫu xe này. Các bạn muốn lái thử, vui lòng liên hệ theo số hotline đính kèm video, chúng ta sẽ có những trải nghiệm thực tế nhất, đáng giá nhất về mẫu xe Ford Ranger phiên bản mới này. Có một chút thay đổi cũng khá ấn tượng, đó chính là ở cái phần đuôi xe đi. Ở phần đuôi xe này ấy, thì chúng ta, cái phần bừng xe này, chúng ta sẽ có thêm một cái trợ lực. Và bây giờ thì tôi thử mở ra cho các bạn xem. Nó rất là nhẹ nhàng thôi, tiện lợi cho tất cả phụ nữ, trẻ em, ai cũng có thể ấy được. Đó các bạn, tôi chỉ cần dùng hai ngón tay thôi, nâng lên cũng vậy thôi, rất là nhẹ. Thật sự là nhẹ, chưa từng thấy ở một cái nắp thùng chiếc xe bán tải như này. Nó có trợ lực. Đó, đó là những thay đổi cơ bản nhất về phần ngoại thất. Chiếc xe này đáng nói nhất đó chính là phần thay đổi về tính năng vận hành và an toàn. Tôi sẽ nói một chút về cái trang bị hỗ trợ an toàn. Ngoài những tính năng như phiên bản trước đây thì hiện tại bây giờ xe còn được hỗ trợ thêm cái hệ thống đỗ xe chủ động song song. Đó. Hệ thống sẽ tự động can thiệp cảm giác chân ga đánh lái vô lăng. Rồi. Chúng ta sẽ có đấy 6 túi khí quanh xe này, và đặc biệt chiếc xe này sở hữu trợ lực trợ lái điện nhé. Ngoài ra Wildtrak phiên bản này chúng ta còn có trang bị thêm cả cảnh báo lệch làn. Một tính năng cực kỳ quan trọng tại Việt Nam, đặc biệt là trên đường cao tốc. Đây chính là hàng ghế thứ hai của Wildtrak, rất là rộng rãi thoải mái. Cái hàng ghế sau này ngả hơn so với trước. Đó. Và chúng ta sẽ nói một chút về cái khoang cabin đi. Chúng ta sẽ có tới 90% cái diện tích bọc ghế thì bằng da rồi. Các mảng ốp táp, pi táp, lô cửa đều được sơn bóng hết. Màn hình 8 inch. Có cái hệ thống hỗ trợ quan trọng nhất đó là size hệ thứ 3, mượt như một cái máy tính bảng luôn. Chúng ta có đầy đủ tất cả cổng kết nối, có chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Đó là những gì liên quan đến tiện nghi. Tôi sẽ chia sẻ một chút về cái khả năng vận hành. Ford Wildtrak này nó rất là êm ái từ trước đến nay rồi. Và hiện tại bây giờ nó còn có thêm cả cái hệ thống kiểm soát tiếng ồn chủ động nữa, Active Noise Control. Sử dụng các micro trên trần xe để thu lại những cái tiếng ồn khó chịu ấy, vọng vào trong cabin, sau đó thì nó phát ra những cái tần số đối nghịch và để triệt tiêu hoàn toàn những cái tiếng ồn đó. Và thật sự thì Wildtrak nó yên tĩnh một cách khác thường, cải thiện rất nhiều so với những cái bản trước đó. Đây chính là vị trí của hai cái mic thu đó. Về phần khối động cơ thì động cơ mặc dù 2.0 lít thôi nhưng nó là động cơ biturbo. Cảm giác các bạn sẽ được nhận một cái cảm giác mạnh mẽ ngay lập tức khi mình đạp ga. Sức kéo đạt tới 500 Nm ngay từ vòng tua 1750 vòng trên phút, thậm chí là nó còn mạnh hơn cả bản cũ. Và yếu tố then chốt nó chính là nằm ở hộp số tự động 10 cấp, vũ khí mới mà đánh bại tất cả các đối thủ. Hộp số này đã được áp dụng trên siêu bán tải Ford F-150 và chính trên siêu xe Ford Mustang. Cảm giác lái mượt ở mọi tốc độ, chuyển cấp từ 1, 2, 3 nó hơi thiếu dứt khoát một chút, nhưng mà khi vận tốc xe đạt trên 40 km thì lúc đó hệ thống chuyển đến cấp 4. Và thật sự đây là một hộp số siêu mượt luôn.
Nếu bạn lên 80 km thì hộp số sẽ hoạt động cấp 8, đạp lên tầm khoảng 100 km thì hộp số sẽ nhảy cấp 10. Đó, đồng hồ vòng tua nhá, nó chỉ loanh quanh đâu đó khoảng 1200 vòng, thật sự không thể tin nổi luôn. Các bạn cũng có những cái cảm giác rất là tốt khi chúng ta có những cái cú đạp ga dồn số, thúc ép, ôm cua thoát cua trên đường đèo cực kỳ tuyệt vời. Muốn trải nghiệm trực tiếp, các bạn vui lòng liên hệ với số hotline. Tôi sẽ bố trí một cách tốt nhất để các bạn có thể trải nghiệm mẫu xe này thực tế. Và với những cái hộp số và như vậy thì chúng ta có một cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, nó rơi đâu đó khoảng tầm 11 lít cho 100 km. Nhưng mà đường hỗn hợp thì nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 6 lít trên 100 km thôi. Mọi thông tin chi tiết về mẫu xe này, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline để được hỗ trợ tốt nhất, tư vấn về các thủ tục trả góp, lãi suất, ngân hàng, đăng ký, vân vân và vân vân. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bạn trong những video clip tiếp theo.